Thưa quý vị, với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực hỗ trợ các đối tượng khác đang sinh sống trên địa bàn để vượt qua khó khăn trước đại dịch COVID-19, trong đó có hơn hàng ngàn người nước ngoài. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn là hai địa phương có người nước ngoài cư trú nhiều nhất. Trong những ngày thành phố thực hiện ai ở đâu thì ở đó, hai địa phương này đã quan tâm hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu cho những người nước ngoài là sinh viên Lào đang theo học tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và những người nước ngoài đã sống lâu năm hoặc đang bị mắc kẹt tại địa phương. Ghi nhận tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, có nhiều người nước ngoài làm nghề giáo viên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, họ phải nghỉ làm suốt thời gian dài, không có thu nhập, nên cũng gia kiệm để trang trải cuộc sống. Được địa phương thường xuyên quan tâm thông tin phòng chống dịch và hỗ trợ thực phẩm, nên họ thực sự cảm thấy rất biết ơn, tin tưởng thành phố sẽ sớm vượt qua đại dịch. Tôi cảm thấy rất vui vì được nhận những đồ ăn này và được sự giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền địa phương dành cho tôi. Vì bây giờ không thể ra đường mua thức ăn như trước, nên được địa phương mang đến tận nhà cho tôi. Tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy rất an toàn khi ở nhà chống dịch. Tôi tuân thủ việc ở trong nhà và thường xuyên dọn dẹp nhà cửa cũng như đảm bảo sức khỏe của mình. Địa phương hỗ trợ cho tất cả những người nước ngoài có tại địa phương, đặc biệt là những người nước ngoài mà họ bị kẹt lại trong thời gian qua. Thì cứ 3 ngày một lần thì ủy ban phường có hỗ trợ rau củ quả và một số cái nhu yếu phẩm mà người nước ngoài họ có thể dùng được. Thì việc cung ứng lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình cũng như là người nước ngoài trong thời gian qua là được đảm bảo và tốt. Vừa qua, thành phố đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 3.000 người nước ngoài đang làm việc tại các cơ quan, ban ngành, tổ chức doanh nghiệp và đang cư trú trên địa bàn. Vì đối tượng là người nước ngoài, nên các trung tâm y tế đã điều động đội ngũ nhân viên y tế thông thạo ngoại ngữ, đồng thời Sở Ngoại vụ đã hỗ trợ lực lượng tình nguyện viên phiên dịch để hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn, thông tin tiêm chủng cho người nước ngoài. Quy trình tiêm chủng được tổ chức chu đáo, kỹ càng. Tôi rất vui vì đã được tiêm vaccine và tôi cũng chân thành cảm ơn thành phố đã hỗ trợ chúng tôi được tiêm vaccine miễn phí để chúng tôi có thể bảo vệ an toàn cho bản thân và trở lại cuộc sống bình thường như trước. Tại bàn tiêm thì sẽ có 3-5 đối của y tế kiểm tra đúng người, đúng tuổi và giải thích với lại người được tiêm là chúng tôi sẽ tiêm vaccine loại gì, của hãng nào cho người tiêm được biết. Và sau khi tiêm thì sẽ ra phía sau đó theo dõi 30 phút sau tiêm. Rồi phía sau đó thì chúng tôi có một đội cấp cứu, có một hệ thống 4 giường cấp cứu, có đầy đủ máy móc và hồi sức để xử lý các sự cố bất lợi sau tiêm. Trước đó, Sở Ngoại vụ và các địa phương đã tổng lực đà soát thống kê những người nước ngoài chưa được tiêm trên địa bàn để lập danh sách đăng ký tiêm vaccine, đảm bảo không bỏ sót người nào. Chúng tôi đã nhận được khoảng trên 1.000 cái tin nhắn của người nước ngoài liên quan đến những hỗ trợ rất là nhiều nội dung, trong đó lương thực, thực phẩm, đi lại để về nước, rồi đi lại trong nước để tiêm vaccine, thực hiện các chính sách liên quan đến gia hạn visa, rồi hộ chiếu. Chúng tôi đã đáp ứng được kịp thời những cái nội dung này. Theo thống kê của Sở Ngoại vụ, trên địa bàn thành phố có hơn 4.000 người nước ngoài, 3 người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố, chủ yếu là người nước ngoài. Việc hỗ trợ cho cộng đồng người nước ngoài trong thời gian qua có ý nghĩa đặc biệt to lớn, thể hiện sự quan tâm của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đối với bạn bè quốc tế, tăng cường đóng góp vào sự phát triển và hữu nghị song phương.